bạn đang sở hữu doanh nghiệp và bạn cần logo. Hơn thế nữa, bạn cần một bộ nhận diện thương hiệu đẳng cấp. Hãy để chúng tôi giúp bạn. Bằng sự sáng tạo và tâm huyết của mình, chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những logo đẳng cấp nhất, tuyệt vời nhất. Bạn có thương hiệu, còn chúng tôi có bệ phóng hoàn hảo. Mebo, bệ phóng cho doanh nghiệp. VinSmart tung bộ đôi smartphone với giá dưới 2 triệu đồng. Ngay trong tháng 9 năm nay, VinSmart sẽ tung ra thị trường hai dòng sản phẩm mới hướng đến phân khúc phổ thông với giá dưới 2 triệu đồng. Dẫn một nguồn tin riêng uy tín của Dân Trí, thương hiệu Việt này sẽ tung ra thị trường di động trong nước bộ đôi VinSmart Star và VinSmart B từ ngày 3 tháng 9 tới đây. Đây là bộ đôi điện thoại thuộc thế hệ thứ 2 của VinSmart sau VinSmart Leaf. Nguồn tin này cho biết, VinSmart Star hướng đến phân khúc giới trẻ với mức giá vào khoảng 1,99 triệu đồng nhưng trang thiết bị cấu hình khá mạnh mẽ. Trong đó, VinSmart Star là sản phẩm đầu tiên trên thế giới sử dụng chip xử lý Snapdragon 215 của Qualcomm đi cùng RAM 2GB và bộ nhớ trong 16GB. Hãng này cũng đưa vào mẫu Star hệ thống camera kép xóa phông độ phân giải 8MP cộng 2MP đi kèm với những thuật toán trí tuệ nhân. Star cũng sở hữu pin lớn 3000 mAh và sạc nhanh 10W. Phiên bản này được trang bị hệ điều hành VOS 2.0 do hãng phát triển dựa trên nền tảng Android 9.0. Đối với Bi, một sản phẩm sử dụng nền tảng Android Go đầu tiên của VinSmart có mức giá 1,39 triệu đồng. Bi được hãng này trang bị màn hình lớn 545 inch và bộ nhớ trong lớn 16GB, gấp đôi các sản phẩm trong tầm giá. Thế hệ Bi mới cũng trang bị camera selfie 5MP, camera chính 8MP, RAM 1GB và nguồn pin đi kèm 2500mAh. Hiện tại, nguồn tin riêng cũng tiết lộ bộ đôi sản phẩm này đã sẵn sàng về các hệ thống bán lẻ để lên kệ từ ngày 3 tháng 9 tới đây. Theo Huy Anh, báo dân trí.com.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964 002 593.